Hey yo, what's up? Trong 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đờ Mờ Gaming trong tựa game Huyền Thoại Lăng Lá. Hôm nay là ngày thứ 19 à? Vâng, chính xác là như vậy. Ngày thứ 19 anh em nhé, chúng ta sẽ vào cái phúc lợi này cùng xem. Ngày thứ 19 và chúng ta sẽ có những gì nhỉ? Đây, ngày thứ 19 anh em sẽ nhận được hai mảnh bản năng tăng sao SS cộng cơ. Đây là SS cộng nha anh em nhá. Đây là cái tư chất gần như à không phải tư chất cao nhất thôi, tư chất 3S thì của chúng ta mới ra được. Đây anh em này, có cái hộp dương này khá lạ này anh em. Mảnh SS cộng ngẫu nhiên nhá. Mở dương nhận ngẫu nhiên mảnh SS cộng này. Nào để xem mình có mở ra mấy cái mảnh của tướng mới nó đang vào nhà hàng không nhỉ. Đây có Jiraiya và Naruto tứ vĩ này các bạn này, nhìn thấy không? Đó, hình như thấy anh em bảo là anh em phải mở được mảnh thì anh em mới để xem được tướng nha anh em nhé. Không có xem được đâu. Đây Jiraiya thường này. Thấy mấy anh em bảo thế không biết có phải thật hay không nhỉ? Đâu có xem được đâu. Bịp đúng không? Ê, mấy thằng kia bịp. Nhớ nhá hàng ấy làm gì đã nhìn được đúng không? Ở đây mở ra mảnh đấy. Naruto tứ vĩ và Jiraiya tiên nhân đấy, có thấy đâu nha. Đúng không? Mặc dù mình có mảnh ở đây nhưng mà nó có ra gì đâu. Nhìn được đâu nha. Chắc là mấy cái hình ảnh kia bọn nó leak đâu ra chứ đúng không? Đây. Naruto tứ vĩ đây các bạn. Và Jiraiya tiên nhân đây. Đấy, tiên nhân Jiraiya đây các bạn. Đấy, mình vừa mở ra được hai cái thằng này là tư chất SS cộng này, Conan này, bốn mảnh này. Đó, nhưng mà có dùng đâu, có xem được đâu các bạn. Chứng tỏ bọn nó rất bịp nha anh em này. Đâu phải ác nào cũng xem đâu. Chứng tỏ là mấy cái hình ảnh leak về tiên nhân Jiraiya và gì nhỉ? Leak hình ảnh của gì nhỉ? Sasuke, Taka các kiểu đều là từ từ nhà phát hành họ leak ra cho chúng ta hết đúng không? Chứ còn không thì chả có cái gì. Rất bịp bợm nha anh em này, rất bịp bợm từ nhà phát hành. Ấy à, chưa rồi, đi khiêu chiến cái này thì đã boss anh em ạ, quên chưa hoàn thành anh em. Chưa hoàn thành như này, không phải tí đến 12 giờ quên khuấy mất không đánh anh em nhá. Đang farm mảnh của Sino anh em nhá. Mình đang farm mảnh của Sino up lên 5 sao. Mẹ thằng đi là nó làm được 4 quả tuyệt kỹ và mõm thì thằng nào chịu cho nổi anh em. Nó mẹ ném như bom nguyên tử. Ném như bom nguyên tử vào mặt 6 thằng Sino thì bố nào chịu được anh em. Đúng không? Vào cái nó ném mẹ mày. Huỳnh 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 hai quả đấy. Ôi đấy, hai quả thật kỹ nhờ. Xino mẹ dám gây độc vào người Hanzo á. Đây là cụ tổ của ngành dùng độc đây mà mày dám gây độc vào cụ. Nên tối chủ lực của tem độc đây mà mày mày dám gây độc vào ai? Mày gây độc vào ai? Suy nghĩ cho kỹ vào nhá, đúng không? Cẩn thận lại nhầm người. Gây độc vào nhầm người khổ lắm Sido ạ. Đây ông cố nộ của mẹ mày, người chơi hệ dùng độc đây rồi. Chùm dùng độc đây rồi mà chẳng lẽ để mày dùng độc vào người anh em nhá. Gây dùng độc vào khi mà Hanzo trúng độc thì Hanzo sẽ hồi máu đấy, anh em nhá. Hơi đáng tiếc nhỉ, chỉ cần nếu mà cái dòng đấy mà sửa thành khi mà cứ bị sát thương thì sẽ hồi máu thì có vẻ ngon hơn không, đúng không nhỉ? Tiếc mỗi là cái điều kiện để bắt buộc phải dính độc cơ. Tiếc mỗi cái điều kiện là bắt buộc phải dính độc cơ anh em nhỉ. Nếu không dính độc thì nó ngon hơn rất nhiều anh em nhỉ. Đấy, quá thám hiểm anh em, phải quét đi không phải không phải nói đầy mất anh em nhỉ. Quét đi không nói đầy mất anh em. Mà thôi cứ theo mình nhá, theo mình các bạn cứ để lại một cái ô như này. Tại sao? Để lúc nào nó cũng hiện cái nhấp nháy để chúng ta nhớ anh em hiểu không? Để lúc nào nó cũng hiện cái nhấp nháy để chúng ta nhớ đấy, đúng không? Cứ để lại một cái thôi, cho nó hiện cái nhấp nháy để chúng ta nhớ anh em nhé. Đấy, ngày 19 rồi. Ngày 19 rồi, ấy à. Ngày 19 rồi. Phúc lợi ưu đãi bí kỹ. Thẻ tháng chưa nhận, đăng nhập ngày này. À, nhận được hai quyển phong ấn thì nhà nhá, mình có 87 quyển rồi. Mình có 87 quyển rồi. Cái này sẽ mua đấy các bạn. 86 quyển. Cái này nên mua đấy các bạn. Cái này nên mua. Cái này nên mua nhiều. Giá 1.500 đến 10 quyển này quá rẻ rồi. Đòi hỏi cái gì nữa đúng không? Cái đấy thì nên mua đấy các bạn này. Cái đấy thì nên mua anh em ạ. Chiêu mộ triệu hồi cao.
À cái này có 1.200 đây này các bạn này. Đây có 1.200 này, cái kia là 1.500 này anh em này. Cái này còn rẻ hơn anh em này, 1.200. Vẫn rẻ anh em đúng không? Tính như ra đây 10 quyển lỗ nặng anh em này, 399.000 mà mua được có 10 quyển này. Và là 980 lio, lỗ vãi cả đáy anh nhỉ. Nói chung là có mấy cái gói này nên mua nha anh em nhá, không sớm thì muộn các bạn vẫn phải dùng thôi. 1.200 lio nhưng mà không cần phải vội rồi, đến ngày cuối nó còn tận 9 ngày. Anh em chơi thì chơi, cứ để ngày cuối thì chơi. Cứ để ngày cuối chơi. Đây, đang có 87 vé này, 86 vé này. Cứ túc tắc mà chơi đấy. Chơi mộ 3 lần anh em nhé. Cứ túc tắc mà chơi thôi. Hôm nay up được cái gì lên thôi anh em. À, hôm nay mục tiêu mình up nốt cái này lên 50 anh em nhé. Up nốt cái này lên 50. Nhìn nó đẹp. Một màu tím nó đẹp đấy anh em nhé. Rồi xong handle thì chúng ta sẽ chuyển sang up trí. Xong handle thì chúng ta chuyển sang up con khác. Xong con này thì chúng ta chuyển sang up con khác nha anh em nhé. Mỗi con up tí cho nó khỏe, mỗi con up tí cho nó khỏe. À quên mất phải đi quét ải đấy, ưu tiên quét ải kiếm mảnh farm nữa anh em nhé. Được một, à được hai mảnh các bạn. Được một mảnh. Đấy, 26/30 rồi. 26/30 các bạn. Được hai mảnh, một mảnh. Xương vàng. Đấy à, được một quả chìa. Một quả hào hoa. Dương thể tháng cao, lấy quyền phong ấn lấy chìa khóa nhỉ, cái nào cũng được các bạn đúng không? Nhưng lấy chìa khóa nhìn nó nhiều nó thích cái chìa khóa nhiều thì nó thích hơn. Ngẫu nhiên một cái bí kíp đạo cụ cấp 2 này, nên thức ăn nha anh em, nên thức ăn nha anh em. Đấy, 88 86, cái này là cái gì đây? Chắc chắn nhận được một huy chương này. Đâu huy chương đâu, bịp à? À bịp à, chắc chắn nhận được một huân huy chương đâu, bịp tôi đấy à. Cái 12 chỉ à, mỗi ngày anh em đi hiếm lát mấy cái quả ưu đãi thôi. Ui tí thì mua nhầm anh em ạ, mà thực ra mua cũng được chả sao cả. Đây nha, 400 rẻ mua bỏ đấy cũng được đúng không? Ngẫu nhiên à. Chúng ta cái này anh em tích được không tích được anh em, chúng ta quay mà không tích thì thôi. Thế này mình còn chưa up, mình vẫn chưa lấy được cái con kia, mình chưa up đây anh em nhé. Cái đống linh thú này mình còn chưa up lên thôi, chưa up level đâu, mình còn chưa bồi dưỡng đâu anh em nhé. Mình còn chưa dưỡng đâu, mình còn đống nguyên đồ tài nguyên này, mình chưa dưỡng, mình chưa lấy được cái con kỳ nhông kìa. Mình mở được con kỳ nhông thì đội hình mình mới chơi được anh em nhé. Mình mở được con kỳ nhông kìa, đội hình mới chơi được. 57 nó mới cho up lại tiếp. Cấp 57 mới lên được tiếp nha anh em nhé. Đấy, tích cóp lại hơn 10.000 view rồi.
Tích cóp lại hơn 10.000 rio rồi nha. Lại có hơn 10.000 rio để mà chơi rồi. Ưu đãi bí kỹ nào. 5.000 thể lực, 5.500 thể lực. Ấy giờ sự kiện còn 2 ngày nữa anh em này. 2 ngày nữa thì quá đủ để chúng ta hút cái sự kiện 6 ngày, 6.000 thể lực này nha anh em nhá. Full 6.000 thể lực này. Hút trọn luôn. Sôi nổi bí kỹ, sôi nổi đạt 200 điểm. Siêu chiến đấu trường 5 lần. Quá đơn giản. Thôi nhỉ. Cái gì chứ cái này thì nó lại quá đơn giản. Siêu chiến đấu trường 5 lần. Ok. Cái gì chứ cái này thì nó lại đơn giản quá. Cái này nó lại đơn giản quá anh em ạ. Đấy, sắp đổi rồi á. Ngày xui nổi 200 lần. 200 điểm. Đổi hạn giờ 5.001. Mình tính tổng nhé các bạn nhé. Đây là 100 nhân 5 là 500 này. 500 này. 1.000 này. Ai à, da, quả này 2.000 cơ à. 1.000 này. Dương Nhẫn Thư. À 2.000. 2.000 là thành 1.000 này. Ờ, 1.000 này. 2.000 thành 3.000 này. 3.000 với 500 là thành... 3.500 này, 3.500 này, 4.000 này, 4.000 với 1.500 là 5.500 này, 5.500 với 2.000 này là 5.500, 2.000 này là 7.500 này, 7.500 với XP 12 lần, 12 nhân 25 là bao nhiêu nhỉ? Mẹ mày, 25 nhân 10 là 250, 7.500 cộng với 250, cộng với 300 là 7.800 tất cả nhé. Nếu anh em mua full cái vật phẩm đổi này, anh em phải cần cái đó đâu đó là tầm khoảng 7.800 điểm. Đúng không anh em? Chúng ta cần đâu đó tận 7.800 điểm rồi nhỉ? 7.800 điểm. Nếu mà không đủ nhá thì vẫn phải ưu tiên lấy cái này đầu tiên anh em này. Quyền phong ấn là 1 này. Mảnh tăng sao là 2 này anh em. Đúng không? Dương đá bí kỹ là 3 này. À, 2 dương đá bí kỹ này. À, tiếp theo để chúng ta ưu tiên lấy cái dương tinh hoa này. Cái này không cần. Còn XP thì thôi bỏ đi. Đúng không? Quả XP này bỏ đi. Quả XP này không cần thiết nha anh em nhé. Chúng ta ưu tiên cái này là đầu tiên này. Quyền phong ấn này, mảnh tăng sao SS cộng này. Lấy nha anh em nhé. Dương đá bí kỹ này. Cái này lấy cũng được. Cái này nếu anh em có điều kiện thì lấy. Không, đây đây nó chỉ là huy hiệu với sách thôi. Lại còn ngẫu nhiên này, còn không được chọn cơ. Mẹ, được chọn nó dễ đây. Ngẫu nhiên cơ, ngẫu nhiên này. Rất khó chịu. Nói chung là khuyên thật sự các bạn nên đổi gì trong cái đổi hạn giờ này. Thì mình khuyên các bạn nên đổi quyền phong ấn mắc này. Mảnh tăng sao bạn năng SS cộng mắc này. Dương đá bí kỹ truyền thuyết ngẫu nhiên mắc này. Dương đá bí kỹ truyền thuyết tự chọn này. Ok này. Tiếp theo đến dương tinh hoa này. Xong tiếp theo đến dương nhẫn thư huy chương. Tiếp theo nữa dương đá bí kỹ sử thi đá tím. Và cuối cùng là quyển expert nha anh em nhá. Nói chung là 7.500. 7.500. 7.500. Hết rồi à? Hết cái chuông rồi anh em. Hết cái chuông rồi. Ờ, hết chuông ở đây nhé. Làm nốt ngày hôm nay nữa là hết chuông rồi. Điểm sôi nổi đạt 200. Mẹ, tôi làm luôn điểm sôi nổi 200 coi như là mắc luôn anh em nhé. Đấy, đây level 54. Không có cái gì đâu ạ. Lo ne, mở tính mưng năng mới. Lo ne nhá. Level 54 vừa mở tính năng gì vậy? Level 54 mở tính năng gì vậy anh em? Nó ở đâu nhỉ? Nó vừa báo là mở tính năng mới đấy các bạn. Cái này 78 mới mở rồi. Mình vừa nhìn nó mở và mở tính năng mới mà các bạn không có thấy nó ở đâu đâu. Mở tính năng mới có thấy ở đâu đâu. Thú ảo cả bí kỹ bát môn huấn luyện linh thú vẫn thế mà nhờ yeah. không có tính năng nào mới đâu các bạn. Có tính năng nào mới đâu, không có tính năng nào mới anh em nhé, không có tính năng nào mới đâu. Ok, mình làm nốt cái này đi các bạn, làm nốt cái này nhá. Làm
làm nốt cái nhiệm vụ này đi. Làm nốt cái nhiệm vụ này coi như là mắc ăn mắc ấy, đến ngày nay là cấp ninja 3 lần rồi. Coi như là nay mình mà làm mắc hết cái sự kiện bên này để đổi này. 200 điểm nha các bạn. Mình ra một lần Zuro đâu rồi? Đó, thì đột phá cho mày lên nào, đột phá nào. Còn cống hiến tổ chức nữa à? Đấy, phải lên cấp đấy anh em. Cống hiến ở đâu nhỉ? Hiến tổ chức này nha. Nói chung anh em ngày nào cũng đi gì nhở, đạt hẳn 15 tầng này đi, mỗi ngày anh em kiếm thêm được đâu đó khoảng 100, kiếm đâu đó được tổng khoảng 100 Rio đấy, nhiều phết đấy nhá, đúng không? Đấy, ok nha anh em nhá. Vậy là mình mắc cái quà này đấy. Đây, mắc cái quà sự kiện ưu đãi bí kíp rồi nhá. Không còn gì nữa. Đây, mắc cái sự kiện xui rồi. Cái này nó cài lại này anh em này. À, cái này vẫn còn cài lại, vẫn kiếm được anh em nhá. Đây sự kiện ngày này. Xui nổi cài lại này, thể lực cài lại này, khiêu chiến đấu trưởng cài lại anh em nhá. Vậy là 3 ngày tiếp theo, 2 ngày tiếp theo mỗi ngày ra nhận được 300. 300 thì không đủ. Cái gì mà nhiệm vụ nó ghi nhiệm vụ ngày thì nó mới cài lại nhá anh em nhá. Nhiệm vụ ngày nó mới cài lại. Ok đây anh em ơi, nhiệm vụ ngày nó mới cài lại, còn không thì thôi. Rồi, mình sẽ đổi luôn anh em nhá. Mình sẽ đổi luôn đi, 5200 đổi dần đấy anh em nhá. Đây. Ưu tiên mục quyển phong ấn đầu tiên. Tối đa 5 quyển. Ok anh em nhá. Tiếp theo là cái này. 5 này. Tiếp theo là dừng đá bí kỹ anh em nhé. 2 này. Tiếp theo chúng ta dừng đá bí kỹ này. Ok. Tiếp theo đến dừng tinh hoa này. Để úp bí kỹ lên anh em nhé. Đấy. Còn 1200. Còn 1200 thì chúng ta chờ. Nếu mà kịp 2 ngày nữa mà kịp thì mình sẽ mua cái này. Còn không kịp thì mình sẽ mua cái này nha anh em nhé. Đúng không? Nếu mà kịp ạ. Nếu mà đủ điểm ạ. Đúng không? Đủ 2000 điểm thì mình sẽ lấy cái dương nhẫn thư huy chương này. Còn nếu mà không đủ thì mình sẽ mua, tập trung chuyển sang mua cái này nha anh em nhé. Nếu mà không đủ thì mình sẽ tập trung sang mua đá bí kỹ sử thi này anh em nhé. Đấy, đây là cách đổi vật phẩm ở trong này, anh em có thể tham khảo theo như quan điểm của mình thôi, không biết quan điểm các bạn là như thế nào. Với tình hình hiện tại thì với mình như vậy là đổi nó quá tối ưu rồi. Mình được một cái dậu, một cái dậu nha anh em nhé. Một cái dậu một cái dần. Bây giờ chúng ta đi tìm thôi. Một cái dậu và một cái dần. Ưu tiên Hanzo trước. Này, full này. Một cái dần. Một cái dậu, một cái dần. Gỡ này. Cho cái dần vào này. Đi tìm một cái dậu. Đây, gỡ này. Được anh nha. 7 đá bí kỹ. Vậy là mình sẽ kiếm thêm một viên mão nữa. Mình sẽ lấy một viên mão nha anh em nhé. Mình sẽ lấy một viên mão này. Viên này được chọn mà các bạn, đúng không? Đó. Nó cần đá nào để ra lấy nhé. Một viên mão cho Hanzo. Anh em thấy hợp lý không? Sao? Ấy, gần được rồi đấy anh em nhé. Đấy, bây giờ chỉ kiếm một viên thìn nữa là chúng ta up được. Đây, chuẩn mẹ luôn. Đủ điều kiện đầu tiên, 7 viên đá bí kỹ. Tiếp theo là bí kỹ hiện tại Hanzo đạt 350 điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là vị trí là mỗi cái thì chúng ta sẽ tăng lên 50 điểm nha anh em nhé. Mỗi cái chúng ta tăng 50 điểm. Mỗi cái chúng ta tăng 50 điểm anh em nhé.
Chúng ta tăng 50 điểm. Cộng 80. Vị trí 2. Kháng giảm độ bản thân tăng 2%. Cái cuối cùng này là được sau khi bóng tất sát tạo xương độc duy trì 2 hiệp. Toàn thể phe địch mỗi hiệp bắt đầu giảm 4% HP tối đa, mỗi trận chỉ có hiệu lực một lần, ngon nhỉ vẽ. Lại dí về máu nữa rồi anh em ạ, bây giờ phải nâng nó lên thôi. À mình vừa có cái dương, mình vừa có cả dương đây. Dương tinh hoa bí kíp này các bạn. Đúng không? Ngon đấy, ngon đấy. Những người chơi hệ độc của khác anh em ạ. Những người chơi hệ độc của khác. Bí kíp cuối phải nâng rồi. Cái cuối là cần phải nâng rồi anh em ơi. Mỗi cái là 50 điểm à. Muốn nhỉ. 50 điểm anh em ạ. Mỗi cái 50 điểm anh em nhé. 7 cái rồi. Thốn thật. Cái này có khi vẫn phải nâng cả bí kíp tím rồi anh em ạ. Ưu tiên để handle nó kích hoạt được cái điệu tại đã. Đấy đâu có điểm cái này bây giờ. Đi mua, tập trung mua cái này thôi anh em ạ. Tập trung mua cái điểm này thôi. Thêm một làn xương độc là khó chịu lắm đấy, đúng không? Quan trọng lấy đâu ra cái điểm này. Lúc nào nó bán cái điểm kia là phải mua vội nha anh em nhá, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cứ áp tạm một con lên đã. Áp tạm cái xương độc lên anh em nhá. Thốn nhè. Đấy, may là mình đổi cái điểm kia nhá anh em nhá. Mày handle kích hoạt được thêm cái dòng này rút máu nữa thì lại ngon đúng không? Bố các loại rút máu này rồi. Năm nghìn. Cái này hơi hiếm nhỉ. Cái này hơi hiếm nhỉ. Đến mùa đâu bây giờ? Mùa đâu bây giờ? Mùa đâu bây giờ? Hình như trong shop kia có hay sao nhỉ? Gần được đấy anh em, gần ok đấy. Đội hình độc của mình mẹ mày gần full mẹ mày. Có thằng sắp hẹo đấy. Đây này anh em ơi. Ôi ơi, 5.000 đã 2.500. Thối thế. Vậy là bỏ ra 5.000 nữa để mua 10.000. Chỉ bỏ ra 5.000 Rio chỉ để kích hoạt đấy á. Ai, dương này hơi chát thế này, thôi đổi, chờ. Chờ nào, mua 10.000 nữa chắc chắn là mình sẽ up được. Nhưng mà quan trọng là đấy, cái bí kỹ này mình đang vướng ba cái tím này. Xỉu. Thì 10.000 Rio nữa. À nhưng mà còn vấn đề nữa anh em này, quan trọng này. Cấp sao của Ninja Hanzo đặt 6 sao cơ anh em ạ. Vậy là phải tâm nguyện Hanzo 6 sao. Vậy vẫn chưa chơi được đâu. Thế cứ đã, cứ đấy. Vậy đã anh em ạ. Chưa vội được, bây giờ lên 6 sao thì tính. 6 sao mới tính được cái vụ bí kỹ 3 đấy nha anh em nhé. Không thì cứ từ từ đã. Nhưng mà ngon đấy, cái rút độc của Hanzo nó ngon đấy anh em nhé. Nó ngon đấy, nó ngon thật đấy, nhưng nó không phải nó ngon dở vờ đâu anh em ạ. Nó ngon thật đấy. Nó ngon thật nha anh em nhá. Đó, đây cách mà mình đổi vật phẩm hạn giờ. Ở trong này mà nên ưu tiên đổi cái gì nhá, anh em để tham khảo. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và thank you.